Xin chào mọi người, lại là em Cảnh đây. Hôm nay thì quay trở lại với công việc cũng như là lên sóng giới thiệu cho anh chị về các sản phẩm xe lướt tại đơn vị của em. Tuần vừa rồi của anh chị như thế nào? Tuần vừa rồi thì số lượng xe giao dịch bên em cũng khá là ổn. Sau những cái clip lên sóng chia sẻ về các sản phẩm xe sedan, có một cái bài viết giới thiệu qua về phân khúc B này, có một bài viết giới thiệu về những cái sản phẩm xe Mazda 3, khá là nhiều sự lựa chọn đúng không anh chị? Và tuần này thì em sẽ bổ sung lên sóng giới thiệu qua cho anh chị về các sản phẩm Hyundai Santa Fe, các mẫu xe gầm cao. Như anh chị có thể thấy này, nguyên một giải series những sản phẩm xe gầm cao em đang có ở đây thì là Mazda 3 này, có Hyundai Santa Fe và Mazda CX-5, rất là nhiều xe đúng không anh chị? Hôm nay thì em mới bổ sung được 3 sản phẩm Hyundai Santa Fe form cũ và 3 màu sắc khác nhau anh chị nhé. Chiếc xe đầu tiên của em là Hyundai Santa Fe bản máy xăng cao cấp sản xuất năm 2020, màu xanh dương. Chúng ta nhìn qua cho em về cái màu sắc này nhá. Em nhớ cách đây khoảng tầm 1 tháng thì em mới giao dịch cho một bác khách ở Tây Hồ lấy chiếc xe màu xanh dương này. Và hy vọng sau khi lên sóng với chiếc xe này thì em sẽ có một giao dịch kế tiếp về chiếc xe này cho các bác nhá. Xe này của em thì chạy được khoảng tầm hơn 4 vạn cây. Nó là form từ năm 2019-2020 và kết thúc năm 2021 anh chị ạ. Với cái form này thì cũng có rất là nhiều anh chị cảm nhận về cái form dáng nó rất là hài hòa, cũng như là cái giá trị của cái phiên bản này bây giờ nó cũng rất là hợp lý. Tài chính bây giờ nó sẽ dưới cái khuôn tiền 900. Chúng ta có thể nhìn qua nhá, một vòng quanh xe của em đi nào. Bản máy xăng này thì nó là bản cao cấp nhất rồi, bản máy xăng cao cấp, bản premium thì cũng được trang bị rất là nhiều những cái tính năng công nghệ hỗ trợ cho cái việc di chuyển. Chúng ta sẽ có một cụm đèn full LED này, một giải cảm biến trước ở phần đầu xe, cũng như là với cái thiết kế của Hyundai thì nó nhìn trông rất là lực. Đó là những cái điểm chi tiết chrome sáng bóng, khỏe, thanh ngang bản lớn anh chị nhá. Về cái phần thân vỏ của xe thì với cái xe này của em thì được bảo dưỡng full tại hãng, và chiếc xe thì còn rất là đẹp, tỷ lệ sơn zin còn rất là cao, thế nên là chúng ta có thể gióng những cái đường gân ở phần dập nổi thân xe đây. Nó thể hiện là gì, nó không có bị nhiều ảnh hưởng và sơn tỉa lại đó, các bác có thể nhìn qua nhá, cái nước sơn nó không bị ảnh hưởng đó. Đó, chúng ta có thể thấy là nó rất là đều, nó rất là đều nhá. Và kế tiếp ấy, bên trong nội thất của xe thì cái dàn ghế hàng vị trí thứ hai này gần như người ta cũng không có sử dụng đâu anh chị ạ, không có sử dụng mấy, thế nên là về cái độ mới của nó thì nó còn rất là căng đó. Với cái đời 2020 này thì cần số của xe thì vẫn sử dụng là cần số dạng thanh gạt anh chị nhá, cần số dạng thanh gạt đấy, các bác có thể nhìn qua cần số dạng thanh gạt nhá. Còn cho tới cái phiên bản mới thế hệ từ năm 2021 trở lên thì nó sẽ chuyển đổi sang cần số dạng nút, đó là cái điểm được thay đổi ở trên cái mẫu xe Hyundai Santa Fe đó. Còn với cái giá trị của xe này thì tài chính hiện tại bây giờ thì em đang chào bán với khuôn tài chính dưới 900 triệu anh chị nhá. Còn với cụ thể là chi tiết như thế nào thì hy vọng là anh chị xem qua, cảm nhận qua và có thể kết nối liên hệ trực tiếp số điện thoại của em Cảnh. Còn bên cạnh đây thì có một cái mẫu xe form mới màu đen rất là khỏe. Chiếc xe này đó là form mới rồi, Hyundai Santa Fe bản máy xăng full, cũng là bản premium, sản xuất là 2021. Một thế hệ được chuyển đổi, một form dáng được thay đổi hoàn toàn từ form cũ sang form mới. Và cách nhận diện đầu tiên nó thay đổi như thế nào thì chúng ta chỉ cần nhìn qua cho em về cái cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu này thì nó nhìn trông nó sẽ chia được nhiều tầng hơn này, và nó sẽ được nối liền thanh ngang, cũng như là nó theo cái gọi là cái thiết kế của nhà sản xuất ấy, nó là dạng kiểu móng vuốt đó. Cái điểm thứ hai chúng ta có thể nhận diện được đó là gì, đó là cái cặp mâm. Cặp mâm thì nhìn trông nó sẽ khỏe hơn, lực hơn. Nhưng mà đánh giá qua thì có rất nhiều anh chị trên các mạng xã hội, các nền tảng đánh giá bảo là cái cặp mâm này trông nó không đẹp như thế hệ của năm 2020. Thì không biết là anh chị cảm nhận như thế nào về cái cặp mâm này, nhưng mà cá nhân em thì cái cặp mâm này thì cá nhân em rất là thích, nó nhìn trông nó khỏe, nó nam tính anh chị ạ. Và cái điểm cộng đó là gì, cái thiết kế nó được thay đổi hoàn toàn rồi, form dáng khác hơn, nhiều điểm chi tiết, và cần số nhìn trông rất là hiện đại anh chị nhá, nó nhìn trông rất là hiện đại. Chúng ta nhìn qua này, cần số dạng nút được tích hợp rất nhiều những tính năng, từ sấy sưởi ghế hỗ trợ, vị trí lái, rồi chúng ta sẽ có những cái chế độ dẫn động trên các cung đường
Và với em này thì ngân sách đang có đâu đó khoảng tầm trên 1 tỷ có lẽ. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu về Santa Fe hoặc là đang đặt hàng tại hãng mà chưa có xe giao thì có thể kết nối qua cho em Cảnh. Em Cảnh sẽ hỗ trợ chị mức giá tốt nhất. Còn bên cạnh đây là chiếc xe Hyundai Santa Fe bảng máy dầu full, có xăng rồi, phải có dầu, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta di chuyển ở ngoài đường trường và chúng ta cần với một cái xe mà có thể tiết kiệm được cái chi phí lăn bánh thì em nghĩ là cái bảng máy dầu này nó rất là phù hợp. Rồi cái công nghệ máy dầu của Hyundai thì có lẽ là không cần phải nói nhiều. Công nghệ máy dầu thì nó rất là hiện đại rồi. Êm, chạy khỏe, bốc với con số 8 cấp anh chị nhé. Xe này của em là sản xuất năm 2022, màu vàng đồng. Và cái màu này thì rất là phù hợp với những anh chị nào mà cái bản mệnh mộc mệnh kim, đúng không anh chị? Còn về cái thân vỏ của xe hay những cái điểm chi tiết thì như anh chị có thể thấy này, hình thức bên ngoài của xe đã được trang bị bậc lên xuống rồi, có rèm mưa. Những cái điểm này thì có lẽ là nó cũng rất là rẻ thôi, cái chi phí lắp vào thì nó không quá cao, nhưng mà cũng thể hiện rằng là người chủ người ta cũng khá là chú ý từ những cái chi tiết nhỏ. Đây ạ, thảm sàn, lót cốp, tất cả cái vị trí đều được trang bị rồi. Và đặc biệt hơn nó là gì, về cái khu vực trung tâm, đó là cái màn hình chính. Thì các bác có thể nhìn qua nhá, màn hình chính thì thiết kế nó là màn hình đa tính năng giải trí, nhiều tính năng công nghệ hơn, thích hợp vào trực tiếp xem cái sản phẩm. Và em này của em thì mới chạy được có 2 vạn km anh chị ạ, 2 vạn cây anh chị nhá. Còn cái mức tài chính đi, em đang chào bán trong khuôn tiền khoảng tầm 1 tỷ 185 triệu là mức giá mà em Cảnh đang chào bán với cái sản phẩm Hyundai Santa Fe này. Còn quý chị nào đang có nhu cầu và cần hỗ trợ thêm thông tin thì các bác có thể kết nối qua cho em nhé. Chắc chắn là em Cảnh sẽ có mức hợp lý nhất, tốt nhất để dành riêng cho các bác. Và chắc chắn rồi, hỗ trợ với ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong 6 năm tuần đa. Đó, cảm ơn các bác đã quan tâm và hy vọng anh chị sẽ ủng hộ em Cảnh với những cái giao dịch, với những cái sản phẩm em đã lên sóng. Cảm ơn mọi người.